Thưa quý vị và các bạn, mỗi tuần trôi qua, tình người miền Tây rất phấn khởi khi được làm cầu nối yêu thương giữa cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn cơ cực. Hôm nay chúng tôi đã trở lại với gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ở ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành và gia đình anh Trịnh Hồng Sơn ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cùng các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân để san sẻ phần nào nỗi lắng lo mà hai gia đình đang gặp phải. Những phần quà, những lời thăm hỏi trở thành nguồn động lực rất lớn cho chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ngay lúc này. Người phụ nữ, một gánh hai vai, không cầm nổi nước mắt trước tình cảm mà mọi người đã dành cho gia đình chị. Ngày hôm nay, các nhà hảo tâm và các bạn thân đến thăm và trao quà cho gia đình mình, cảm xúc của chị như thế nào? Dạ, em rất vui và mừng. Dạ, em cảm ơn tình người miền Tây đã giúp đỡ cho em. Dạ, các Mạnh Thường Quân. Dạ, giúp đỡ cho gia đình em một số quà như vậy, em rất cảm ơn và vui mừng. Nhận được sự hỗ trợ, điều chị Mỹ Phượng nghĩ đến đầu tiên là thuốc thang cho cha mẹ, sau là làm vốn mưu sinh trên quãng đường khó nhọc sắp tới. Trong niềm vui với chị Mỹ Phượng, gia đình anh Trịnh Hồng Sơn cũng đã nhận được số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Sự hỗ trợ đồng hành của hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạm Ma. Sau những nỗi lo về bệnh tật mà hơn phân nửa người thân trong nhà mắc phải, sự giúp sức của cộng đồng tạo động lực rất lớn để anh Sơn có thêm niềm tin vượt qua khó khăn cùng gia đình. Trong em cũng cảm ơn chương trình miền Tây đã có cứu với em và thăm viếng này nọ, cũng có ủng hộ cho em, các Mạnh Thường Quân chia sẻ ủng hộ cho em một ít, một số tiền. Thông qua chương trình này em cũng rất là vui và cũng là em sẽ dùng số tiền này là lo cho cha mẹ của em. Nếu em dính vào một ít để mua bảo hiểm, ví dụ như có những chuyện nào khó khăn hơn mình dùng bảo hiểm này để sử dụng lâu dài này nọ. Anh Sơn, chị Mỹ Phượng là hai trong số những hoàn cảnh đã được tiếp thêm sức mạnh từ tình người miền Tây. Đó là niềm yêu thương vô bờ bến giữa cuộc đời vốn còn nhiều bộn bề, lo toan. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân, đặc biệt là hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phát Ma đã luôn đồng hành cùng tình người miền Tây để san sẻ yêu thương với những số phận vẫn còn nhiều cơ cực. Và chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của quý vị qua đường dây nóng 097 122 5053.